Hello cả nhà. Theo Liên được biết được là đối với những cái dòng xe Taycan á, thì cái màu sắc mà thiên về cái hướng sang trọng thì nó sẽ có cái được mọi người ưa thích hơn là đối với những cái dòng xe Taycan mà mang màu sắc dễ thương nha cả nhà. Màu sắc dễ thương thì sẽ hợp với dòng xe Tayga hơn. Vì vậy nên bên Liên sẽ chú trọng sơn lên những cái màu xe khá là sang trọng, đặc biệt nữa những cái màu đỏ như thế này, đỏ mận. Liên sơn trên em Winner V3 cả nhà là một cái màu sắc rất là sang trọng luôn ha. Đặc biệt nữa đối với cái em này, bên Liên sẽ có sự kết hợp giữa tem xe và màu xe nữa nè. Tem xe nó sẽ liên kết hợp một vài chữ màu trắng ở đây này, một vài chữ nha cả nhà. Từ phía trước thì Liên cũng làm một cái chữ Winner, hai bên đối xứng nhau và cũng thêm về màu đen luôn. Ở bên dài trước cũng làm kết hợp giữa màu đen và màu đỏ. Và màu đỏ thì là màu đỏ mận nha cả nhà, nó rất là sang luôn. Chứ màu đỏ tươi thì Liên thấy nó sẽ thêm về cái kiểu dễ thương hơn, nổi bật hơn là màu sang trọng ha. Kết hợp luôn giữa đen và đỏ mận thì rất là đẹp luôn. Về đặc biệt nữa với cái màu mà đỏ kết hợp với đen như thế này thì Liên thấy được nó rất là lâu xuống màu luôn nha cả nhà, cực kỳ bền màu luôn. Và tất nhiên là tất cả những màu mà cửa hàng Liên sơn lên thì Liên sẽ đều bảo hành màu sơn cho mình trong vòng 1 năm cho mình. Em Winner này máy móc và động cơ thì Liên sẽ bảo hành trong vòng 3 năm hoặc 30.000 cây nha cả nhà. Em này là 150 phân khối, sẽ có đầy đủ phiên bản thắng thường và thắng ABS cho mình lựa chọn luôn. Tất cả các phiên bản đều được trang bị là khóa smart key hết. Được đặc biệt đối với phiên bản khóa smart key thì bên phiên bản thắng ABS thì bên trái này sẽ có một cái cổng sạc USB cho mình luôn nha cả nhà. Hiện tại bên Liên đang bán em này có giá là 38 triệu nhá. Giá này đã bao gồm chi phí sơn xe ha. Nhà tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ còn giảm tiếp cho mình vào giá xe từ 1 tới 2 triệu đồng nữa. Nên là mình khi mình đi mua xe hoặc mình cần lên tư vấn thì mình cứ liên hệ trực tiếp vào Zalo của Liên là 0985 794 100 ha. Đó, ngoài ra thì bên cửa hàng Liên còn sẽ lên thêm những cái màu xe khác nữa, như là một cái màu xanh cốm này cả nhà. Màu này thì thiên về cái sự nổi bật nhé. Còn lên thêm một cái màu cam Repsol này, màu này rất là cá tính luôn nha cả nhà. Những cái màu sơn 3D thì sẽ có đủ cả phiên bản ABS và phiên bản thắng thường. Tuy nhiên mình đến cửa hàng mình chỉ cần chọn màu xe thôi, phiên bản nào thì bên cửa hàng Liên cũng có nhé. Đôi khi Liên sẽ trưng sẵn một vài phiên bản, một vài màu ở đây thôi, nhưng mà mình thích cái màu phiên bản nào Liên cũng có sẵn cho mình. Rồi một cái màu trắng này nè, trắng này mang một cái vẻ thanh lịch ha. Thêm được là màu đỏ tươi, một cái màu xanh chuối ha. Xanh chuối này thì nó khá là nổi bật luôn, bạn nào thích sự nổi bật thì em này ha. Rồi Liên có được là màu xanh. Màu xanh mà kết hợp luôn là cái tem cái xe màu đen này, hay hai bên đối xứng nhau màu đen như thế này này cả nhà. Đó, rồi một cái màu là màu xám tím, màu cũng rất là sang luôn nhá. Rồi xanh ngọc này, rồi một cái màu bạc nữa. Đó. Thì đây là những cái màu mà bên Liên trưng sẵn để trong showroom cửa hàng. Ngoài ra thì bên cửa hàng Liên sẽ có đầy đủ tất cả những cái màu xe, màu zin cũng như màu sơn, còn rất là nhiều màu nữa. Vì showroom cửa hàng là không gian có hạn nên Liên chỉ trưng được một vài màu thôi. Thì cả nhà mình cần tham khảo hết tất cả những màu xe cửa hàng Liên đang có là những màu nào đó thì mình cứ liên hệ trực tiếp vào Zalo cho Liên là 0985 794 100 thì Liên sẽ gửi tất cả những màu xe cửa hàng Liên có cho mình tham khảo ha. Ngoài ra nếu mà những cái màu cửa hàng Liên sơn lên thì mình không có ưng, chẳng hạn mình muốn thiết kế tem lạ hơn một xíu này, hoặc là nguyên sơn nguyên chiếc cái màu khác luôn, hoặc là muốn thay đổi một xíu cái cấu trúc trên xe chẳng hạn, tức là kiểu như là cái màu sơn trên xe đó, thì cửa hàng Liên vẫn sẽ có hỗ trợ là sơn xe theo nhu cầu của mình nhá. Và nếu mà anh chị em mình mà ở xa, mình muốn mua xe mà mình không tới cửa hàng được thì bên Liên vẫn sẽ có hỗ trợ ship xe về tận nơi cho mình nha cả nhà. Và số hotline Liên thì để dưới màn hình đó, Liên sẽ hỗ trợ cả trả góp và tiền mặt tất cả các dòng xe cửa hàng Liên luôn. Thì mình cần tham khảo và cần Liên tư vấn kỹ hơn thì liên hệ trực tiếp với Liên nhé. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye.